Ôi, hello anh em, quý anh em thợ máy thứ hai đầu tuần. Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người trên cục SU loại 21 pin. Đó, 21 pin. À, 21 pin nó như thế này. Rất nhỏ. Rồi được mang ký hiệu K2B ở V6. Đấy, cảm ơn tất cả anh em. Thì luôn luôn mình sẽ luôn luôn livestream, và đồng thời anh em có thể đón xem, những anh em nào có thể xem đi xem lại ở trên cái fanpage, anh em vào đăng ký theo dõi, hoặc đồng thời anh em có thể vào YouTube Tega Thị Tuấn. Cảm ơn mọi người, chào anh Trường Xuân Ứng. Sau cái buổi này thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em một con xe A Black, và bây giờ hiện tại thì nó đang nằm ở đây và cái kết như thế nào mình chưa đâu vào đâu biết. Đó. Rồi, hôm nay mình cũng khai giảng dạy buổi đầu hai anh em ha, hai anh em, người 10 triệu, hai người 20 triệu. Đây, và đầu tiên anh em muốn xác định được vị trí nha. Ở đây là anh em, cái này là ở head mang vào đọc kỳ thôi ha, không có chép móc đấy. Và anh em học viên lúc sáng giờ đã đọc khá là nhiều, và mình sẽ hướng dẫn làm sao đọc không chết. Thì anh em rất mong anh em chia sẻ. Thì ở đây sẽ có hai trường hợp, ở hai ở đây là hai cái rắc, hai cái rắc. Rồi, một cái rắc zin theo cái bản chất của nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta, hai sợi dây màu vàng và màu đen. Rồi, và một dây cũng là nhà sản xuất đưa ra, nhưng thì Tuấn về nhà mua thêm, đầu tư thêm một cái kim băng, và lúc này mình cắt đôi và đồng thời mình được bọc ghen đốt đấy. Ok, và hôm nay mình sẽ tiến hành cho anh em hai cái này, và hạn chế không bao giờ rủi ro xảy ra trên hộp SU, và trạng thái chúng ta cắm kim, và chúng ta ở trạng thái hàn hàn và cắm ha. Và đêm nay anh em nào mua sớm mất tuôn cũng có cái giá cực kỳ ưu đãi cho anh em, nhận ngay những phần quà có giá trị hấp dẫn mang về cho cửa hàng để chúng ta tiến hành học online ha. Và tối nay mình lại tiếp tục ship 20 đơn hàng. Cảm ơn tất cả anh em. 25 người cho Đình Tuấn 25 quả sẻ. Cảm ơn tất cả anh em tại ngoại. Hai mươi lăm anh em cho đi toán 25 quả sẻ, là mình cảm ơn tất cả quý vị. Chỉ cần bấm vào nút chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ. Rồi, hello, 50 người đi ạ. Chúng ta cố gắng 50 người vào. Đó, 50 người vào đây ạ. Rồi, 35 người rồi. Chúng ta sẽ kêu gọi thêm khoảng 20 anh em nữa đi ạ. Rồi, máy sờ một tuần. Đấy, luôn luôn chia sẻ. Luôn luôn để cho mọi người cố gắng một ngày đó, mọi người làm hoàn hảo. Rồi, đầu tiên anh em phát hiện đây sẽ là cục xe của Winner. Thì anh em không biết, chúng ta lại vào cái app miễn phí. Cái app miễn phí là ALL Moto, có cái hình hài chìa khóa, bấm vào cái phần mềm này hầu như chúng ta sẽ không trả phí. Chúng ta hãy vào cái hình hài có kính lúp tra cứu, tra cứu. Chúng ta chọn vào tương ứng với cái dòng xe Honda. Chúng ta sẽ đi tìm vào dòng xe Winner. Cứ kéo. Hoặc là chúng ta đi vào tìm kiếm, bấm chữ Winner, hoặc đồng thời chúng ta cứ kéo như thế này. Đây, Winner X 2022. 2022, bấm vô. Rồi chúng ta vào cái hình hài chìa khóa. Và đây nó khá là nhỏ, anh em nhìn thấy ở đây. Ở đây, anh em nhìn thấy không? Đó, chúng ta sẽ nhìn này. Còn anh em muốn ok thì chúng ta sẽ quay như thế này. Đấy, quay như thế này. Và đồng thời anh em có thể ok, anh em phóng to lên một tí. Rồi, phóng to lên một tí. Và hộp SU anh em cũng quay như thế này. Quay theo hướng cái rắc lên bên trên, mình sẽ phóng nhỏ lại. Đó, cả nhà nhìn thấy rắc không?
Đó, rắc. Ok ha. Đó, cái rắc. Rồi, lúc này mình sẽ chỉ anh em ăn một phát, làm một phát thành công luôn. Rồi, ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng đây là một con chip chủ. À, con chip chủ lắm chân. Thì anh em sẽ đếm bên phải này cũng được. Một, hai. Và chúng ta nhớ là chân số 3. Đấy, chúng ta sẽ chạy lên cái nút này. Và chạy ngay ở cái đầu điện trở là chân màu đen. Số 3. Rồi chúng ta di chuyển qua số 4, chúng ta nhìn thấy nó kéo lên một cái đường chỉ. Đấy, gần điện trở. Và cái mặt bo này hầu như nó khá là sát ở hai cái điểm để chúng ta châm kim hoặc thùng tha hàn và mũi chì. Tuy ở trong cái phần mềm này, ở trong cái app này anh em phóng lên chúng ta cảm thấy được rất to, nhưng thật sự ở trong SU rất nhỏ. Đấy, anh em nhớ chân số 1 bỏ, số 2 bỏ và số 3. Rồi tiếp tục sát số 3 là số 4 rơi màu vàng. Ok, thì lúc này mình đã nạy ra một tí để cho anh em ở đây đọc cho nó dễ. À, ở đây có một cái lớp keo khá là mỏng ở trên này. Đó, anh em nhìn thấy không? Đấy, ở chip chủ chạy lên này, đấy, nó khá là sát chung quanh ở đây điện trở li ti. Đấy, ở trên điện thoại mình đã phóng cho anh em to rồi. Đấy, anh em phải cần lưu ý ở góc này. Đó, ở đây sẽ là hai mũi hàn. Và hôm nay mình chỉ cho anh em hàn làm sao để tuyệt đối không dính, chỉ không chảy, không lem lung tung cho cả nhà. Ha. Đấy, anh em ở đây lem ở đây anh em hàn đây cái nó dính điện trở. Con điện trở này là 473. Đấy, rất nhỏ và đồng thời anh em hàn lem vào đây tiếp. Đấy, chân này tiếp tục chạy về vi xử lý. Ồ, anh em hàn lung tung là lòng quạng là nó dính lem nhẹp ở đây luôn. Thì ở đây có hai phương án anh em cần có lựa chọn. Đầu tiên mình sẽ là cắm kim. Hai phương án này tùy theo anh em lựa chọn. À, rủi ro thì không có đâu. Cái quan trọng là anh em mình làm cho nó ok. Rồi, kết nối với Smartoon đêm nay, anh em nào mua máy có cái giá hấp dẫn cho anh em, phần quà nhận ngay mang về cho cửa hàng. Uy tín, Đình Tuấn luôn luôn mang lại uy tín chất lượng hàng đầu cho anh em thợ máy. Rồi, ok. Chúng ta nhớ dây màu vàng bên dưới, dây màu xanh ở bên trên, à dây màu đen. Ok, nhớ vàng dưới, đen trên. Anh em từ từ hạn cắm kim hoặc đồng thời từ từ hàn. Chúng ta vào Smoky. Enter, chậm thôi, cái tay này cứ nhấc lên, không cần phải cái tay này lúc nào phải ở đây. Rồi, đọc một chút xíu Honda. Rồi, xe này của Besit, SH và Winner. Trang cuối cùng, hàng số 4. Bấm Enter. Chúng ta sẽ vào tự động để đọc cái key, đọc full key. Tới đây chúng ta nên dừng. Rồi, chúng ta sẽ cắm kim. Rồi, đường xa mắt mờ, rơi màu vàng ở dưới. Đó, hai kim càng nhọn thì càng tốt. Cắm vào đừng có để nhay, nó sẽ bè cái mối hàn này. Đấy, chỉ hàn này và đồng thời nó sẽ dính lung tung ha. Và đồng thời nó sẽ dắt đường chỉ. Đó, cắm vô. Rồi, ok, chúng ta chụm lại. Rồi, lúc này chúng ta chụm, tự nhiên cái tay nó rung một cái, nó lại di chuyển đi chỗ khác. Ok, lại tiếp tục, lại tiếp. Đó. Thật sự Đình Tuấn livestream này, Đình Tuấn cũng mong rằng cái nhà sản xuất nên thay cho cái cáp đọc key cho anh em nó dài ra khoảng tầm 20 phân là vừa đẹp. Đấy, chúng ta làm công nghệ, chúng ta bán công nghệ. Nói chung là chúng ta cũng không nên tiếc tiền cái cáp này làm gì. Cái này là Đình Tuấn muốn chia sẻ tới tất cả những nhà sản xuất đang làm những cái máy đọc key trên thị trường Việt Nam. Chúng ta thêm một chút xíu dây điện, không đáng kể nó là bao nhiêu tiền cả. Đấy, thêm khoảng 10 phân nữa thôi, để cho nhiều anh em cầm cái máy này đọc cho nó dễ, có thể nó kéo về đây. Đấy, cái khúc dây nó khá là nhỏ so với cái tay của anh em. À, ok, cái này là mình đóng góp. Nó khá là hạn chế cho khúc dây đọc key. Hay là bản thân cho người livestream như tôi cũng vậy, rất khó khăn. Đấy, bởi vì thà tôi để cục SU ở đây. Đấy, và cái này nó phải luôn luôn ở trên này. Đấy, nó rất xa với cái tầm mắt của tôi đọc. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm lại.
giàu nghèo gì cái sợi dây điện này. Chúng ta lại ghim vào nha. Ở đây là chúng ta châm kim. Đó, châm kim cứ từ từ. Rồi chúng ta sẽ chụp lại. Tay chúng ta lúc nào ở cái tay này anh em nhìn thấy không? Cái ngón út và nhóm kẻ út. Đấy, luôn luôn chúng ta phải tựa vào cái bàn. Đấy, rồi. Lúc này ok, anh em sẽ đọc. Cái này đọc nó cũng hơi chậm một tí. Rồi, ok. Đó, vấn đề là châm kim. Rồi, trường sân ứng và nhất trí. Ok. Lê Xuân Giáp. Đó, ok. Lúc này mình đã đọc ra cái kỳ thành công. Thì mình sẽ chụp lại. Đấy, để ngày mai mình đưa cho khách hàng. Bây giờ mình sẽ chỉ mọi người hàng, không bao giờ gọi là từ hư. À. Rồi, tiếp tục chúng ta lại rút cái này ra. Tạm thời để cái máy xuống đây. Và đồng thời chúng ta thay cái dây cáp. Dây cáp nhà sản xuất thì đương nhiên người ta chưa đầu tư cho chúng ta một cái kim băng. Vậy bây giờ hàng làm sao để chất lượng và an toàn ở hàng đầu. Rồi, để kê ở đây. Cứng cáp. Đó, được chưa? Rồi, cái này thì hơi bị sập xình. Rồi, ok, ngon lành nè. Đấy. Rồi, anh em nên không có chỗ này mua, anh em nhớ mua cái này. Hoặc chạy ra tiệm điện thoại, bảo anh em sang lại cho một hũ. Ok, được chưa? Rồi. Không có gì mà khó cả, Hàn tỉ mỉ, không bao giờ gọi chết. Anh em lưu ý, cái này nó khá là sát. Anh em phải cần có tập tay Hàn. Và đồng thời để làm sao cái nhiệt độ nó phải là ok, khoảng 380-400 độ ha. Rồi, đó, để vô đây. Rồi, anh em có thể quệt cái này vào. Đó, một chút xíu. Được chưa? Vào cái dây này. Vậy bây giờ dây vàng chúng ta sẽ hàn bên dưới. Anh em hãy để đứng cái này lên. Đó, đứng lên để chúng ta chấm vào đây. Ok chưa? Đấy. Rồi chúng ta sẽ vệ sinh. Vệ sinh. Ok. Rồi anh em có thể là ok, chúng ta cho một chút xíu thiết. Nhấm nhẹ. Rồi tuyệt vời. Một chút xíu thiết. Pha trộn với chút xíu cái này. Đấy, đơn giản giống tương tự. Như kiểu một chút xíu mỡ bò. Ra tiệm điện thoại quẹt thêm xíu nữa sợ nó rớt. Mình chỉ anh em thì nói chung là ai cũng làm được thôi. Bởi vì bản chất mình thành công như ngày hôm nay thì mình chẳng qua trường lớp bất kỳ bố con thằng nào đào tạo được cả. Mình cứ tỉ mỉ, mình tỉ mỉ biết gì, mình chỉ các bạn ha. Rồi tay anh em hàn này. Tạm thời để vào đây cũng được. Để đây có thể là nó bị thấp. Chúng ta cảm thấy có điểm tựa. Rồi nhớ nhá, rơi một vàng. Đấy, đặt đúng điểm. Đó, mọi người thấy không? Rồi, có thể là nhấc lên. Đấy, cái này mà những cao thủ mà hay dạy các bạn bảo hàn là đọc ok đấy. Nói chung là các cao thủ hơi tí, các cao thủ mà hơi tí là cái hơi tí bảo phải hàn. Hàn thì đương nhiên đọc nó mới chắc. Đó là tùy trường hợp, người đọc và người làm ha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, bây giờ còn một cái nốt ở bên trên dây màu đen nó khá là sát. Ơi, khá là sát với dây vàng. Ok. Cái này đường xa mắt mờ ha. Rồi, tiếp tục. Chúng ta lại nhẹ nhàng. Đấy, anh em mà chơi cái này vào thì chẳng bao giờ nó dính cả. Ok. Rồi, chỉ ở đây vẫn còn. Thì chúng ta không cần phải mồi chì. Mỏ hàn là phải ngon lành. Đầu chì. Đấy, tay chúng ta lại tựa vào đây. Chẳng có thằng nào mà cầm như này mà hàn vào nó bao giờ cả. Mẹ bố thằng nào cũng phải tựa vào cái bàn này để lấy điểm tựa cho khỏi rung. Đó, tay này. Đó, ok chưa? Yeah. Chưa dính thấy không? Rồi, có thể là hết chì. Mồi nó thêm một tí chì vô. Miễn sao đừng để nó dính lung tung. Mồi nó vô.
xa quá anh em ơi, mình phải nhìn qua điện thoại khá là xa. Ôi mình nghiêng điện thoại qua chút ha, chờ nhìn qua điện thoại khó quá. Đồ, mình nhìn xa quá anh em. Đó, ok chưa? Né điện thoại ra một cái là hàng ok ngay, bởi vì nó vướng điện thoại. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đây, sẽ bắt cái ballad lên cho mọi người. Đó, anh em nhìn thấy không? Hai giây hầu như nó khá là sát nhau. Đó, rồi bây giờ chúng ta tha hồ đục đỉnh. Cái này là chúng ta không cần phải giữ. Ơi, ok, em chắc không? Ui, rồi cứng thế nhỉ? Rồi, tuyệt vời. Đấy, cái này tha hồ đông đưa. Đấy, cái quan trọng là anh em chúng ta phải hàn. Và phải hàn làm sao? Đấy, nó khá là sát. Đấy, ok. Rồi, thì lúc này chúng ta đọc thì nó thoải mái, vô tư con đà điểu. Đấy, rồi, cắm vào. Không sợ. Khi các bạn thành công thì các bạn làm kiểu gì cũng được. Không ai dám oán than. Không ai dám nói gì. Nó sát nhau. Ok, ăn giáp. Rồi. Savaki. Honda. Chọn vào hàng thứ tư. Pesit SH Winner Fitch. Fitch. Đọc. Đó, mọi người thấy không? Vừa đọc vừa rung. Cái này nó thoải mái quá mà. Thế bởi vì chúng ta hàn vào nó khá là chắc chắn. Đấy, nhưng cái quan trọng là các bạn phải hàn ok. Rồi, thành công. Yeah. Cho đi tốn một cái ok đi mọi người. Thả tim, ủng hộ tinh thần người like như Tuấn. Đấy, buổi tối nay mình chia sẻ. Đấy, ra tiệm điện thoại mua một chút nha. Rồi, chúng ta chưa quen thì chúng ta chỉnh làm sao nhiệt độ khoảng 400 độ nha. 400 độ. Thả like, thả tim. Xong. Đấy. Rồi, nhẹ nhàng. Thả like, thả tim. Cho cái ok. Rồi, thì lúc này chúng ta sẽ làm gì? Xả chì. Xả. Làm sao đừng để dính chì. Dính lem, lục tung. Rồi. Xả. Tay chúng ta cũng vậy, chúng ta không được dịch. Rất dịch. Rồi. Chúng ta hãy nhẹ nhàng để tự động nó sẽ bung ra. Đấy chưa? Đấy, chúng ta không được giật. Đó, rồi. Anh em có thể nhìn ở đây. Nó hầu như 90% là gì? Đó, thấy không? Không chảy, không lem. Hầu như mối hàn. Nó còn đẹp hơn cả jean nữa. Hai dấu chấm này. Hai dấu chấm hôm nay của ông ăn học viên ở đây ăn trọt cho test hết. Thì hôm nay mình đã thu gom lại, mọi người thấy không? Tròn ve. Tròn vo. Oh, đấy, mọi người nhìn thấy không? Tròn như cỏ trứng gà. Đấy, xa này mọi người mới thấy này. Đấy, mọi người thấy không? Đó, nó tròn không? Ve mũi hàn nó lại. Đấy, nó tròn. Tròn đẹp tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Ok. Tối nay mình chia sẻ mọi người có hai phương án. Thì mọi người có thể quyền lựa chọn. Và quan trọng đôi bàn tay của mọi người. Xong. Thì lúc này chúng ta sẽ đóng nắp lại. Đấy. Và ghi cái key ID. Ngày mai người ta về người ta tự nhập. Nha. Đấy. Ok. Rồi, lúc này mình sẽ rút chị Hàn. Và hôm nay mình đón nhận một người thợ mang một con xe A-Black 2018 phiên bản Smoky. Và con xe này nghe anh em thợ. Và đặc biệt Đình Tuấn chia buồn với vị khách hàng. Thì hôm nay mình đón nhận cái ban bận này thì mình chỉ biết là anh em thợ này cũng có kể lại tình huống ban bận và đồng thời khách hàng và trong hết rất nhiều lần. Con xe này có cái nghịch lý của nó là cứ đi một tháng chết máy khoảng 2 đến 3 lần.
khi chết máy, đề thì được nhưng lại không nổ. Và nghe anh này kể lại là anh khách này, anh có trình bày lại là một lần như vậy là anh phải thuê xe chở tới hết. Và rất nhiều anh em thợ, và đặc biệt trong hết, làm cứ một lần là 500, 800. Nói chung là nghe người khách và kể lại anh em thợ đó, thì con xe này làm khoảng hết 8 người. Đó, cứ một lần cứ vài trăm, nhưng thật sự con xe vẫn không hết vận. Đấy, và con xe này hiện tại bổ luôn cả máy. Đó, để mình cho anh em coi, bổ luôn cả máy, nhưng thật sự vẫn chưa hết bận. Đây, và hôm nay con xe này đã mang tới mình, thì mình cũng chưa tìm ra nguyên nhân. Tí nữa mình chỉ là suy luận và đồng thời đóng góp với anh em, và đồng thời mình làm xong để xem tình trạng như thế nào. Đây, ốc. Đó, mình sẽ hạ camera cho anh em thấy gần hơn một chút. Đây, anh em thì thấy ốc không? Đó, đây. Đó, làm máy luôn. Máy mới làm, mới treo lên luôn. Đấy, Ablack 2018. Đó, full Smoky. Đấy, Smoky. Và con xe này anh em thợ để lại cho mình trong vòng khoảng vài ngày. Đó, đây, ốc bắn này, trục đồ. Đó, mới thoa mỡ bò này. Thấy chưa? Mới treo máy mà. Đấy, đây, vẫn còn lơ tưa nhớt, động cơ nổ chưa khô hẳn hoàn toàn. Đấy. Bình thường đi thì chẳng bao giờ chết máy, nó chết. Chết, và hôm nay mình hỏi lại cái tình trạng rất kỹ là khi mà xe chết máy đề được hay không. Đấy, và hôm nay mình chỉ biết là anh em thợ này chia sẻ lại là vẫn đề được. Đấy, gọi là cái động cơ nó vẫn quay nhưng thật sự không nổ. Thì hôm nay theo sư đoán mình làm nghề thì hiện tại bây giờ nó vẫn nổ mọi người ạ. Chạy xuống đây nó vẫn nổ. Đây. Không hụt ga, không có gì luôn. Đó. Đó, ngọt lào. Đó, ngọt. Tất cả mình chạy từ bấy giờ cũng ngon lành. Không bị gì hết, không bị vấn đề gì cả. Đấy, và đi khá là nhiều nơi. Thì lúc này mình chỉ biết là suy luận, không biết là anh em đã làm gì rồi. Thì theo phương án mình được biết, nếu mà xe chết máy đề không được thì theo mình biết, một là do lọc, đó, hai là bị mobil trên cái dòng xe này thôi. Đấy, bởi vì khi mà đề cắt cắt thì nó lại là khác, còn khi đề nó quay nhưng nó không nổ. Rồi anh em thợ này lại chia sẻ gần đây khách hàng mang vào ở trạng thái lại không nổ vào buổi sáng. Sau này anh này bận quá, anh không có thời gian anh kiểm tra. Anh ăn cơm xong anh ngủ dậy, anh bảo anh đề cái lại nổ, và nổ xong lại chạy rất bình thường. Đấy, nó rất khó như vậy. Thì ngày mai mình lại phải tiếp tục đi lại từ đầu. Mình sẽ mở cái bộ bơm này ra, mình test, và đồng thời quan trọng nhất là cái lọc đó và cục mobil. Đó là hai cái yếu tố mà mình phải cần làm trên con xe này. Đó là cái cách mình chia sẻ. Bởi vì tắt máy mà đề được, đấy, bu lăng quay nhưng không khởi động, không nổ được, thì chỉ có hai nguyên nhân, đấy, khá là nhiều. Thật sự một con Ablack 2018 này thật sự dễ gì. Đấy, mà thật sự không may nó bị bận, và nhiều anh em làm không hết, và vị khách này tốn rất nhiều tiền. Đấy, và đồng thời bổ luôn cả động cơ ha. Đấy, bổ luôn cả động cơ, tháo ra làm xúc bắp. Đấy, làm xúc bắp xong mà con xe này vẫn không hết bận. Đấy, nó là tiền hạng như vậy. Đấy, ngày mai mình sẽ phục. Đấy. Nhiều lúc cái con này nó bị điếng thì đương nhiên nó sẽ bị mất lửa. Đấy. Hoặc là tình trạng lửa yếu. Lửa yếu nó sẽ không bao giờ đề được. Đấy, ngày xưa mình cũng có thay vài cục. Và tiếp tục mình quan trọng nhất là cái lọc và cái motor bơm. Ok mọi người ha. Ok mọi người. Đó. Ok mọi người. Rồi. Tiếp tục hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người trên con xe Ablack 2018 này. À, ở trạng thái ở đây đèn pha sáng. Nhưng cốt hai bên này không sáng.
Đấy, cốt là hai bên này nha anh em. Đấy, cái này chỉ có pha ở giữa này. Đó, pha ở giữa. Đấy, đèn cốt không sáng. Anh em thấy không? Đó, đèn cốt không sáng. Đèn cốt không sáng. Đó, và sáng. Đấy, và không sáng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kiểm tra. Đó. Rồi, mình sẽ tắt luôn. Rồi, coi như đèn cốt không sáng. Đấy, không sáng, đúng chưa? Rồi, xe này làm luôn cả chén cổ luôn rồi. Đấy, không sáng. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Đấy, có nhiều anh em coi cục này y xì cục sạc bao pha của những dòng xe Attila hoặc những dòng xe vân vân. Những cái này chúng ta sẽ gọi đơn giản. Đấy, cục này cứ gọi nôm na là cục IC điều khiển LED ở trạng thái đèn cốt. Đèn cốt thì đương nhiên nó sẽ có hai dâu hai bên, thì mình sẽ rút cái rắc này ra chia sẻ cho anh em. Ở đây là dây đen 12V 6 khóa để nó nuôi cho cái linh kiện điện tử trong này. Đấy, và cái dây màu săn sọc đen nó sẽ là dây mát. Đấy, cục này, bộ này phải có âm và dương. Và hai dây này nó sẽ điều khiển đèn cốt. Đấy, hai dâu. Đấy, hai dâu cho hai cốt hai bên. Cái dây trắng xanh và cái dây màu xanh sọc cam. Thì đơn giản mình hướng dẫn cho mọi người cách kiểm tra. Thì mọi người đã có cái bộ này của mình hết rồi. Được chưa? Đêm nay, hôm nay mình mới có làm được vài bộ à. Đấy. Anh em nào có thì đơn giản. Chúng ta chẳng có cần gì phải khó cả. Rồi, chúng ta lấy một cái dây kẹp đỏ này. Đó. Rồi, anh em kẹp ra mắt sườn. Đây. Thấy chưa? Đấy, kẹp mắt sườn. Đấy. Rồi, mọi người chỉ cần xài một dây đỏ thôi. Bởi vì nó nằm ngay ở đây mà. Đấy. Thì mọi người lúc này sẽ test cho Đình Tuấn hai tim LED cốt của hai bên. Đấy, nhìn cái rắc đối diện chúng ta như thế này. Nó sẽ là bên tay trái. Đấy. Rồi, chúng ta mài mài cái dầu riêu di riêng này ra để cho nó tiếp mát. Đấy, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ mở tắt máy. Đấy, anh em sẽ kích vào đây. Đó, anh em sẽ nhìn ở đây. Sẽ soi cho anh em luôn ha. Đó, anh em có thể nhìn đầu kia ha. Rồi, mình kích cho mọi người này. Đấy, hai dâu đèn cốt trái và phải. Đấy, anh em thấy sáng không? Đó. Rồi, một bên và bên còn lại này. Đó, anh em thấy không? Đấy. Là ok thì lúc này đèn cốt của chúng ta rất tốt. Khi chúng ta kiểm tra hai mặt tim LED. Hai bên trái và phải. Rồi, ok. Ok. Đó, thì vấn đề còn lại là cục này hư ha. Đó, cho chúng ta cái cắt để chúng ta test LED. Đấy, nhanh nhất. Đấy, nếu một ngày ở đó đèn cốt không sáng, các bạn và anh em chỉ cần rút ra, kiểm tra 12V, kiểm tra mát có rồi, thì anh em lấy bộ mình kích cho Đình Tuấn hai dây này. Đấy, hai dây này sẽ là hai tim LED của cốt nó sáng. Thì mọi người thay cổ này ha. Đấy, nó chỉ cần đơn giản. Đây. Đấy, cái này mọi người sẽ cắm vào mát rồi. Đấy. Rồi cái này thì mọi người cứ test. Test vào. Đấy, nó sẽ sáng ha. Chọc vào đây này. Đó, nhấp vào đây này. Mọi người nhìn này, đèn này. Đó. Ok không? Đấy, soi ghế này. Đâu rồi. Đó. Đấy, ok không? Tiện lợi này, nhìn này. Đấy, mọi người ngâm cũng được. Mọi người nhấp cũng được. Đấy, ngâm nhấp. Đấy, nó tuyệt vời ha. Đấy, nó khá là tuyệt vời cho anh em. Tuyệt vời không? Đấy, anh em nào ok nhanh tay ha. Tối nay mình còn khoảng vài bộ thôi, bởi vì thời gian của mình khá là bận. Đấy, vài bộ, 2, 4, 6, 7 bộ. Tí anh em nào kiểm tra lại ha, 7 bộ test led. Đấy, và đồng thời hôm nay theo đáp ứng của anh em, vừa rồi anh em đặt hàng nhiều quá nó hết. À, tiếp tục Sở Bất Kỳ
Đấy, nó về cung cấp cho anh em và cái bộ test sổ bực kỳ, test núm ở đây. Đấy, anh em nào quan tâm ha. Đấy, quan tâm thì comment. Đây. Đấy, một bộ combo mọi người 1,6 triệu ha. Thì rắc mới còi hú thì mọi người phải trả tiền thêm. Đấy, 10 bộ ha. Đấy, anh em nào quan tâm 1,6 triệu một bộ, hàng zin ha. Hàng zin cho mọi người. Và anh em nào cần cái bộ test led thì anh em comment. Rồi, lúc này mình về thêm khoảng 60 cái còi hú ha. Còi này còi zin, nó sẽ mắc hơn còi trước một chút xíu ha. Còi này thì âm thanh nó khá là lớn. Đấy. Rồi, anh em vào toa ha. Còi này còi zin, mình cam đoan mọi người là còi zin luôn. Đấy, mình test nó khá là to. Đây, mình sẽ test luôn cho mọi người ha. Trên con xe Vision của mình luôn. Đó, y xì giống còi zin này các bạn. Đấy, anh em nào quan tâm thì ủng hộ ha. Quá sờ vật cây combo 1,6 triệu. Đó, mình combo giá luôn. Rồi, đây. Cái móc này hết pin rồi, trời, đen dữ không? Đó, rồi. Hết pin anh em. Đó, to không? Hết pin đen ghê. Nó kêu được cái à. Rồi, chờ chút mình thay pin ha. Đó, rất khá là to. Rồi, anh em nào quan tâm thì comment ủng hộ mình ha. Đấy, combo. Đấy, bộ kiểm tra full tất cả ổ khóa Sparky, kể ổ khóa mới này, kiểm tra cả led. Đấy, combo cả SU. Anh em nào cần thì comment. 1,6 triệu, cần dây, cần còi này thì ủng hộ mình ha. Cái vài chục ngàn. Còi này kêu khá là to. Đấy, khá là lớn. Đấy, test tất cả núm khóa. Đấy, cái bộ này anh em nào chưa nhận được hàng ở bên Zalo thì comment cho mình ngay ha. Comment cho mình ngay. Cảm ơn tất cả anh em. Đấy, 10 bộ. Rồi, lúc này nồi đã ok rồi ha. Anh em nào comment thì ủng hộ mình luôn. Rồi, xong cái này mình kết thúc. Cảm ơn tất cả anh em. Đó. Anh em nào kiểm tra nồi nhà mình ở trong cái kho phụ tùng gần hết nồi thì anh em ủng hộ ha. Rồi. Đấy, mỗi người một vài bộ ha. Đấy, do ban ngày mình dạy, bây giờ mình tiếp tục mình lên toa cho mọi người. Đấy, anh em nào cần búa ba càng, chuông. Đấy, comment ủng hộ. Cảm ơn tất cả tấm lòng anh em. Ủng hộ.
Anh cho em hỏi, con Selite trăm mười làm máy hết rồi mà cứ nguội máy thì nó lại nổ, nóng máy thì nó lại khó nổ, nhưng thay buji khác nó lại nổ. Anh cho em coi thông số anh trai ơi. Đấy, và khi mà nóng máy lên á, anh kiểm tra cho em hệ thống nước coi nó có nóng hay không anh trai. Hiểu không? Còn chả có nguyên nhân gì tự nhiên mà cứ nguội thì nó lại nổ, nóng thì nó lại tắt máy mà mọi người lại thay cái buji thì nó cũng hơi phiêu phiêu một chút xíu. Anh kiểm tra cho em là cái gì? Đấy, đặc biệt là hệ thống nước ha, coi nhiệt nó có báo quá 100 độ hay không. Đấy. Kiểm tra giùm em cái đó đầu tiên. Cảm ơn anh trai ha. Và trục trặc cái gì ngày mai video em ha. Video em. Ngày mai gửi em cái video về Zalo ha. Anh em phải có máy chẩn đoán cho em cái thông số ha. Đó. Cái này tiếp tục em lại lên toa gửi cho mọi người đây. Ừ. Test led, test khóa luôn ha. Zin cho anh em căng led. 1,6 triệu một bộ anh em ha. 1,6 triệu một bộ. Đấy, núm zin cho anh em ha. Mình cam đoan với anh em tất cả là zin. Anh em nào comment thì ủng hộ. Đấy, zin. Rồi, mình sẽ test cho anh em này. Rồi, truy cập em Zalo luôn ha. Đấy, còi hú yếc, nước tẩy, nước yếc, rồi phụ tùng yếc máy, sờ một tun. Đấy, mọi người truy cập em Zalo. Đấy, mọi người chỉ cần cắm vào thôi là xong. Ok, đúng không? Mọi người có thể test. Đấy, mọi người lấy cái bình điện ắc quy, mọi người cắm vào cho nó nhanh có tiền. Ok, mọi người cắm vô ha. Thời buổi này anh em cứ theo dõi của em nhiều vô thì anh em sẽ thành công hết thôi, không có gì cả. Đó, nhảy. Ok anh. Rồi chúng ta có thể test led đèn màu xanh, đèn màu đỏ ha. Đấy, ok. Đấy, ok luôn. Đấy, led đổ sờ mất kia, mọi người nhanh tay ha. Ngày 3 ngày buổi trưa sau khóa học em dặn dỗ em Hàn cho mọi người ha. Đấy, bỏ đây. Đấy. Ok, lá này. Mở khóa xong cái đơn giản, không cần phải chọt chọt cái gì cho nó phiền phức. Đấy, ok. Cứ cấp cho nó cái điện áp 12V vào mát. Ok, Nguyễn Điệp, tí nữa Zalo em liền ha. Không lại hết ha. Hôm nay em lại tranh thủ Hàn là có chừng này thôi. Đấy, và đồng thời cái kiểm tra led này, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 này, 7 sợi thôi ha. Đấy, kiểm tra full led khóa Smoky cho anh em tiện dụng ha. Đó, cho anh em tiện dụng. Rồi, những anh em nào mua bộ giả lập này của em thì mọi người chụp lại ha. Bởi vì mọi người tiếng Anh hoặc là những từ viết tắt mọi người không hiểu ha. Đây. Đấy, em có ghi cho mọi người chụp lại ngay. Km tốc độ vôn từ 0 cho tới 5V ha, báo xăng. Đấy, sợ anh em mà mới cái từ này anh em không hiểu. Đấy, không hiểu thì mọi người hãy chụp lại. Đấy, km tốc độ bên trái ở giữa vôn 0 đến 5V. Rồi, bên phải nó sẽ là cái báo xăng. Tương đương 3 bulin, tương đương ra 3 màu dây. Đấy, mọi người chụp hình lại để sau này mọi người nhớ, lỡ may mọi người lại không biết là ba nút này làm gì, làm gì. Đấy, bộ kiểm tra test led full khóa 1,6 triệu. Còi hú, còi kêu, dây, mọi người cần mua thêm thì comment ha. Ok, lên thanh nhá, ăn Zalo cho em liền phút này luôn ha. Bây giờ em phải lên toa, toa của em một ngày nay khá là đông. Em chẳng giấu như mọi người hết. Hàng tối này em luôn luôn phải thức khuya toa hàng này. Em chỉ cần bật Zalo cái mọi người biết toa hàng trong này nó khá là nhiều. Đấy chưa? Nè, gửi cho anh một bộ test led này. Đấy, ok này, địa chỉ này mọi người không? Gửi hàng em chưa này. Đấy, khá là nhiều. Đấy, giờ mới có còi anh em, thấy không? 5 còi sờ mất cây này. Đấy, cáp mở tua lung tung trong này anh em thấy không? Kiểm tra hết rồi, vân 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 vân. Đấy, hiểu chưa? Đấy, thì anh em hãy truy cập vào ngay cái Zalo của em 0909 7 55 993 ha. Đấy, truy cập vào, truy cập vào ngay phút này luôn ha. 755 đấy, 993 Zalo. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.
Đó, cứ Zalo như vậy để chúng ta cùng nhau thẳng tiến. Zalo full cho anh em những công nghệ giá khá là hạt rẻ để chúng ta cuộc sống này, chúng ta làm nghề không cần phải bị trắc trở, không cần phải khó khăn ở trong cuộc sống này. Cảm ơn tất cả anh em thợ máy đã đón xem video ngày thứ hai đầu tuần. Chúc tất cả anh em và gia đình luôn luôn thành công và hạnh phúc. Đấy, anh em nào cần sản phẩm tool, cần tài liệu, nói chung là cần tất cả về công nghệ full stack điện tử FI thì cứ vui lòng liên hệ vào cái Zalo. Cảm ơn tất cả mọi người. Em xin phép được offline và tiếp tục công việc lên toa hàng, trả toa hàng cho anh em ha. Đấy, nồi niêu xoong chảo anh em nào cần thì comment. Đấy, ok nè. Đó, nhảy như lâm bà đà. Đấy. Rồi, ok, bây giờ tiếp tục em lên toa. Đấy, ship hàng trả cho mọi người đây. Khá là nhiều toa ha. Toa hàng khá là nhiều. Ok. Công nghệ khóa sờ mất cây rồi, chỉ cần phập test luôn cả led, biết led cháy hay không. Chẳng cần bảo ông này mang vào, em ơi kiểm tra cho anh cái led này có sáng hay không. Chẳng biết đường nào mà kiểm tra cả. Cắm ngay cái bộ thần thánh này vào cái, dí vào cái ổ khóa biết ngay để led sáng hay không. Đấy, lại gọi điện thoại phút này. Đấy, ok, thank you mọi người, em offline đây ha. Thank you. Bởi vì công việc nó khá là bận rộn. Đấy, tiếp tục em phải trải bàn và đồng thời lên toa đây. Rồi, khóa sờ mất kỳ mắt yếc thì lúc này chắc phải dẹp hết. Chống trải ở không gian này tiếp tục lên toa ha. Rồi, tô vít tô yếc, trả vị trí pin yếc. Rồi, mở yếc, trả nó về đây. Hộp SU ngày mai giao ha. Bắt đầu bây giờ lên toa. Hôm nay anh em bữa đầu thực hành trên con xe Avalax. Cảm ơn tất cả anh em luôn đồng hành và ủng hộ. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn luôn thành công trong cuộc sống. Em offline.